Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về tuổi Hợi, người cầm tinh con heo. Hợi là trường sinh của Thủy. Tuổi Hợi sinh tháng có dần thân tỵ Hợi là một người uyển chuyển biến hóa, thay đổi thất thường. Sinh tháng có Ngọ và Mùi là một người nóng nảy ngoan cường, khó thuyết phục. Tuổi Hợi ta có sinh năm 83, 95 và 2007. Tuổi Hợi sinh vào mùa xuân thường là dư mộc và thiếu kim, sinh vào mùa hè thường là dư hỏa và thiếu thủy, sinh vào mùa thu thì dư kim thiếu mộc, sinh vào mùa đông thì dư thủy thiếu hỏa. Người tuổi Hợi lưu ý khi mua nhà hoặc là thuê nhà, nhà nên tránh chọn ở hướng dần, dần là một góc trong đông bắc. Nhà ở hướng dần sẽ phạm phải vong thần chủ về kiện tụng và thị phi, gây ảnh hưởng đến tinh thần, rất là khó để ở. Tính cách của người tuổi Hợi, Hợi là một trong tứ trường sinh đại diện cho mộc khố. Bản tính của Hợi hiền hòa, ít phân tranh. Vẻ ngoài của Hợi lúc nào cũng nhàn nhã, dường như hiếm khi nào vướng bận vào bất kỳ điều gì. Họ không phải là những người hoàn toàn lười biếng và thích hưởng thụ, đơn giản là họ biết cân bằng thời gian trong cuộc sống. Có tính ngây thơ và lãng mạn, thích dành phần hơn cho người khác, dễ bằng lòng và tha thứ cho mình khi mình mắc phải sai lầm. Trong mắt những người xung quanh, họ là những người thân thiện và hòa đồng. Họ là những người có sự đồng cảm và thương người. Họ hiếm khi nào la mắng trách móc ai khi người ta phạm sai lầm. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong người tuổi Hợi. Họ luôn tha thứ và cảm thông trước lỗi lầm của người khác. Người tuổi Hợi ít khi thích quan hệ giao du rộng rãi với xã hội. Người tuổi Hợi tuyệt đối không thích tranh luận và đấu khẩu với người khác. Phương châm của họ là một điều nhịn, chín điều lành. Trong công việc, sự thật thà và chân thành của người tuổi Hợi giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, giúp đỡ họ về sau. Người tuổi Hợi có tiền của và đất đai tương đối tốt, song trong cuộc đời của họ chịu cũng nhiều tổn thất. Những người tuổi Hợi có chữ đinh và chữ quý, trong sự nghiệp làm quan họ có những lúc thăng tiến, nắm giữ những địa vị rất là cao. Nhưng khi thất vận, họ rất là khó khăn để phục hồi. Đi đến đâu những người tuổi Hợi được yêu quý và ngưỡng mộ đến đó. Thế nhưng những người này không tỏ vẻ kiêu ngạo hay phô trương, trái lại họ rất là khiêm tốn và rụt rè. Nhìn chung người tuổi Hợi khá là vất vả long đong trước tuổi 30, thường là sự nghiệp lớn dần sau tuổi 40. Một số khác khi làm quan thăng tiến rất là tốt cũng sau tuổi 40. Trong cuộc đời người tuổi Hợi nên chú ý phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Tuy không thích tranh luận với người khác, nhưng khi sự việc quá mức chịu đựng, họ sẽ nổi trận lôi đình, vì trong tính cách của họ, cái sự cọc cằn luôn nằm rất là cao. Tóm lại, người tuổi Hợi không phù hợp với những ngành nghề nhiều biến động. Khi có sự tranh chấp, đó là lúc họ thu lời về rất là nhiều. Việc phát triển sự nghiệp của họ thường xảy ra âm thầm và thuận chiều. Tình duyên tuổi Hợi. Với người tuổi Hợi, khi họ đã bộc phát tình yêu thì mãnh liệt như lửa, không gì có thể kềm chế được. Trong hôn nhân, họ phải đề phòng một cú sốc khi đang yêu lại có sự thay đổi về tình cảm. Tuy là người không thích giao tiếp rộng ngoài xã hội, nhưng họ là những người năng động, sáng tạo và đầy nhiệt tình. Hiếm khi nào họ bỏ lỡ trong những buổi gặp mặt của nhóm. Nữ tuổi Hợi đa phần là hiền lành, tình cảm phong phú, nhu mì, họ không hề có tính ranh mãnh. Họ khá là mềm yếu, đặt hết tình cảm tâm tư của mình vào công việc và tình yêu. Đó là nhược điểm lớn nhất của người nữ tuổi Hợi. Nữ tuổi Hợi là mẫu người lý tưởng của nhiều chàng trai, tuy dịu dàng, thông minh, nhưng họ cũng rất là mạnh mẽ khi cần thiết. Khi đã kết hôn, những cô nàng tuổi Hợi toàn tâm toàn ý với gia đình của mình, hết mực yêu thương chồng con.
tuổi Hợi kết duyên với tuổi Mão, Hợi, Tý, Sửu, Thìn, Tuất đều là những mối nhân duyên đẹp. Xét theo mệnh năm còn khá là nhiều hạn chế. Xét chung một lá số, tám ô bát tự gọi là sinh thần bát tự sẽ sát hơn với lá số. Ví dụ người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân mùa hè thì dư mộc hỏa cần kim thủy, người sinh vào mùa thu đông thì dư kim thủy cần mộc hỏa. Các bạn có thể tham khảo tại web phongthuyxaitoan.com hoặc là các video sau của tôi về thuật cải vận. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook để nhận nhiều video hữu ích. Cảm ơn các bạn đã xem.